gặp em trong những người bạn thân quen một ngày mùa đông. Nhiều năm xa cách kể từ lúc ấy chẳng còn chờ mong, và thời gian đã nhuốm màu trên ta nên giờ mình khác xưa, đôi nếp nhăn đầu mùa. Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ cho các bạn coi cái sản phẩm này. Bữa mình có đi qua cái hãng mà mình nghe, mình có trải nghiệm, thì đây là rất là nhiều cái khách hàng mà đang cần mà tìm mà không biết là chọn sản phẩm nào phù hợp, đúng không? Hôm nay mời mọi người cùng Vũ với mình đi lên đây cho các bạn coi cái này. Đó là chiếc Sa Pa, hay các bạn ha. Mình mới đi về luôn á, mình bữa mình chỉ nghe bên hãng thôi, chứ mình cũng chưa có khui nữa. Mình mới mua cái con mẫu về để cho mọi người xem. Đấy. Đây. Mấy bạn bên hãng mới giao quà, thật ra cái con này không phải là mới mẻ gì đâu, nhưng mà mình là sẽ là một người mình đã trải nghiệm và mình sẽ đưa ra cái quan điểm trải nghiệm của mình và mình đánh giá cái con này phù hợp với những cái các bạn nào và nó đẹp hay là và chất âm nó như thế nào. Để khi mà các bạn coi như là khách hàng á mà chúng ta có muốn mua á, thì nó cũng là một trong những sự lựa chọn tốt cho mọi người. Hôm nay mình review nhanh nha mọi người ha. Mọi thứ là Vũ không có chuẩn bị kịch bản hay là bất kỳ một cái gì cả. Thì nói chung là về là vừa đi làm về là lôi ra luôn để tranh thủ thời gian để giới thiệu cho mọi người. Mình quay phim mình không có kịch bản hết cả. Cứ đọc sản phẩm và mình coi tham số sản phẩm. Và con này là mình đã nghe thực tế rồi, nên mình mới đưa về đây mình review. Đấy, mình ưng thì mình làm thôi, còn nào cái sản phẩm nào mình không ưng thì Vũ sẽ không làm. Nói chung là phải vừa cái tay mình trước thì mình mới làm. Về âm thanh á thì nó sẽ có về mặt giá thành. Về đánh giá một sản phẩm á thì Vũ đánh giá nó rất là nhiều góc độ mọi người. Thì nó về mặt giá thành nè, về mặt chất lượng nè, về mặt thương hiệu nè, về mặt hình thức nè, về mặt hoàn thiện nè, và về mặt công năng nè, và những cái tính năng mà nó trải nghiệm khi mà thật ra mình phải là người dùng thì mình mới biết được. Chứ còn nếu mà về sản phẩm thì không có người đánh giá, các bạn sẽ không biết là sản phẩm này sẽ dùng cho cái gì và nó có phù hợp hay không. Tại vì khách hàng đi mua các bạn sẽ không có trải nghiệm được cái điều đó thực tế khi mà chúng ta sử dụng nha. Thì mình đây Vũ là người đã trải nghiệm và mình sẽ đưa ra quan điểm tốt nhất cho mọi người. Đây giới thiệu mọi người, đây là một con Sa Pa thôi. Đấy. Đây chính là Sa Pa Daily Khách Quan. Đấy. Các bạn có thể truy cập vào cái dailyspeaker.com để các bạn tham khảo thêm dòng này. Đó. Và thương hiệu này là thương hiệu của Đan Mạch nha các bạn. Đây, Daily Đan Mạch đây các bạn, ghi rất là rõ ràng. Đây, của Đan Mạch. Rồi, và hiện tại con này có mức giá đâu đó khoảng 20 triệu. Mình không, chính Vũ cũng không nhớ giá chính xác nữa, đâu đó khoảng 19-20 triệu gì đó. Vũ chỉ nhớ vậy thôi, không chính xác. Mà Vũ đã nghe rồi. Đấy, mình sẽ mở hộp ra cho các bạn cùng xem. Ok. Con này là Vũ mua của hãng. Và con này là con hàng mẫu, để mua được mức giá tốt hơn, để tiết kiệm chi phí các bạn. Đã. Chứ không phải là đập thùng nha. Còn các bạn mà mua thì Vũ sẽ giao cho các bạn cái thùng mới. Còn Vũ thì đây, hàng mẫu thôi. Đấy, các bạn thấy không? Cái hàng mà trưng bày á, các bạn lưu ý khi mà chúng ta mua những cái sản phẩm ở những cái trung tâm, những cái cửa hàng, thì chúng ta sẽ lưu ý một điều: cái hàng cũ và hàng mới rất là dễ phân biệt. Cái túi ni lông là cái các bạn nhận diện. Thứ nhất, cái túi ni lông những cái dòng này là thường thường á, đừng có mua những cái túi mà bị nhau thế này. Đó, thì nó sẽ rất là, nhìn là biết là đồ cũ rồi, đã đụng vào rồi. Còn full box thì nó lúc nào hãng cũng sẽ luôn căng phẳng như thế này các bạn. Đấy. Cái thứ hai nữa, mình chỉ cho bạn cái mẹo khi mà các bạn mà mua hàng á. Đấy, là cái, đây là những cái phần vấn này nè. Nhất, thứ nhất là gì các bạn? Là biết cái sản phẩm mình là đã có người nào va chạm vào chưa, chính là cái băng keo. À, băng keo này. Nếu băng keo này cho dù nó còn full và còn thẳng đi nữa, thì cái điểm nhấn của cái con này, một nhận biết á, để mua những cái đồ công nghệ hay là mua bất kỳ một sản phẩm nào ngoài lĩnh vực không, chứ không chỉ là âm thanh, thì cái những cái chỗ này chúng ta lột ra là các bạn thấy cái sự co giãn của cái túi ni lông này. Dù là nó có tét ra hay không tét thì, nhưng mà các bạn sẽ thấy được cái sự co giãn của túi này. Ví dụ như đây, nó co giãn ở giữa. Đó, các bạn là nhìn các bạn sẽ biết liền, thấy chưa?
À, đây mình chỉ mọi người mua mẹo, mua đồ bới. À, chúng ta sẽ lưu ý ra. Rồi mình thu ra cái đã. Rồi mình cho các bạn coi. Đây, mình để này lát để mình cho mọi người coi xem nha. Xin lỗi mọi người nha, cái này Vũ quay ngẫu nhiên. Để mình sắp xếp lại tí xíu. Ok. Đấy, bạn có thể quay. Đó, các bạn thấy nhìn không? Các bạn nhìn vào các bạn thấy về cái mặt ngoài đó, các bạn thấy không? Đúng là hàng demo có khác đó các bạn. Nó đã được bóc ra rồi và nó nhầu đi cho đến mọi thứ rồi. Đấy, nhìn là biết hàng hàng mẫu, hàng trưng bày rồi. Đấy, đấy, thấy chưa? Ok. Rồi, mình sẽ lấy ra. Rồi, xong rồi. Sẽ bỏ nó đi đi. Đó, đơn giản thôi. Đây, trước mặt các bạn đây chính là một con Sao Ba. Đấy. Đây là một con Sao Ba của Daily. Thì đối với cái thương hiệu Daily này á, thì cũng những khách hàng từ lớn tuổi cho đến trẻ cũng biết về thương hiệu này. Có những dòng loa về bốc sale, những loa về hi-fi. Và cái chất lượng âm thanh của Daily là cũng tương đồng với những cái dòng hi-fi cho các bạn. Là chất lượng hi-fi chứ không đơn giản là một cái loa chỉ để phát ra tiếng và có tiếng là được. Mà nó họ còn tập trung vào cái chất lượng cũng như là cái chất lượng âm thanh, cái sound đầu ra. Và khi mà mình trải nghiệm con này tại hãng thì mình nghe được luôn cả cái chất lượng về cái voice rất là tốt. Và nhất và đặc biệt ở đây mà cái video này có mà đang quay cho mọi người xem chính là cái này. Là nó giải quyết được cái vấn đề là low. Là cái loa này nó giải quyết được cái âm trầm, những cái giải tầng thấp nhất trong mỗi căn phòng. Mà thường thường những cái Sao Ba khác là ví dụ như các hãng trên thị trường hiện nay, ví dụ như là Denon, Calip hay Bo hay bất kỳ một cái hãng nào khác, hoặc là JBL, tất cả các hãng đều phải đi kèm với âm trầm thì mới đánh ra được một cái lô tốt và đánh ra một cái bass rất là sâu. Nhưng riêng với con này mình đã trải nghiệm, mình rất là thích vì điểm chỉ một mình con thanh Sao Ba này với một âm lượng khoảng tầm 60-70% âm lượng maximum con này, với một căn phòng khoảng 15m² phòng ngủ, thì các bạn đánh ra những âm bass và xem phim giống như là chúng ta đang có một cái subwoofer. Thì con này làm được điều đó rất là hay các bạn, rất là khỏe. Vì con này các bạn, nó có một cái hai củ driver thụ động, tức là nó cộng hưởng, nó sử dụng cái công nghệ cộng hưởng để tạo ra cái giải tầng thấp đó để cho các bạn nghe. Thì các bạn này phải trải nghiệm thực tế cho các bạn thì chúng ta mới nghe được âm bass đó, chứ còn quay qua video thì cái âm bass đó các bạn sẽ không có trải nghiệm được đâu, mình phải nghe thực tế. Rồi, đó là cái phần chính cho các bạn. Là cái loa này mình giới thiệu cho mọi người chủ đạo chỉ đơn giản là cái loa này nó có thể đánh được cái giải tầng bass sub mà không cần phải sub, thì nó sẽ tiết kiệm không gian. Một số căn nhà chúng ta để cái sub vào nó hơi bị chiếm diện tích và không có chỗ, và nó không có hợp lý với lại cái bố cục cái không gian của mình, thì cái loa này là cũng là một trong những sự lựa chọn mà khách hàng, mà các bạn có thể quan tâm đến sản phẩm này. Đấy. Rồi, ok. Cái loa này á, ngoài việc là nó sẽ là treo tường và các bạn có thể đặt kệ. Đây. Mình có thể, bạn có thể quay cận cảnh giúp mình nữa này các bạn. Đây, đây là những cái driver. Các bạn thấy nhìn nó xịn sò đúng không các bạn? Nó hơi chạy tí xíu các bạn, vì Vũ mua hàng demo mà các bạn, nên các bạn phải thông cảm. Thứ nhất á, là ron cao su đó. Và những cái driver cộng hưởng các bạn, thấy không? Nó nằm phía sau này, nó sẽ cộng hưởng với lại cái vách tường, nên dựa vào đây và cái âm thanh nó khá là đều các bạn. Mình đã trải nghiệm đứng gần và đứng xa, thì khi mình ở cuối đầu phòng, cái âm bass nó vẫn cho mình một độ sâu nhất định. Và Vũ cảm thấy hài lòng với một con Sao Ba với nhỏ thế này, với công suất như này vừa và tạo ra bass sâu như vậy, thì thật sự nó xứng đáng với mức giá này luôn. Đấy, và với thương hiệu này, với một thương hiệu chuyên về nghe nhạc đó, mình không phải quảng bá về cái hãng Daily này không nha mọi người. Tại Daily nó rất là nhiều dòng sản phẩm mọi người. Mà Vũ thì sẽ lựa cái gì mà mình cảm thấy mình thích thì mình nói cho mọi người theo, tại vì mang tính chất là review theo cái trải nghiệm của mình thôi. Đấy, rất là chất lượng về cái phần thiết kế các bạn. Từ cái con ốc nè, bạn có thể quay cận cảnh của mình. Từ cái độ hoàn thiện, đây là những cái ron cao su chúng ta để đặt nằm xuống rồi các bạn. Thì nó hoàn thiện rất là tốt. Đây, bạn có thể zoom cận cảnh luôn giúp mình. Đó, cái phần này. Đấy. Đó, các bạn thấy chưa? Đây, mình để đây có ánh sáng nè, bạn thấy hơn nè. Thật ra những cái thương hiệu này các bạn, tại vì thực ra nếu mà với một cái Sao Ba mà 20 triệu thì nó cũng sẽ không rẻ. Nó tương đồng với một cái loa Sao Ba
700 của Bow các bạn. Đấy. 700 của Bow, mà Bow là một thương hiệu quốc dân, một cái hàng cao cấp quốc dân. Còn thật ra những khách hàng mà biết chơi cái gu âm nhạc nữa, mà cái tinh tế hơn nữa, thì họ sẽ biết những cái thương hiệu này. Đó. Rồi. Và đây là cái các phím function của nó phía trước mọi người, bao gồm nút nguồn, Bluetooth, các EQ là các những chế độ xem phim nghe nhạc. Đó, nó sẽ có hai chế độ. Đây là cái nút volume. Ngoài ra cái con này các bạn có thể kết nối được cái luôn cả một cái hay, đó chính là wifi. Đấy. Đó, ok. Xin lỗi mọi người, hình như con này là không có wifi thì phải. Như con này không có wifi. Xin lỗi mọi người, mình nhầm với mấy con stream khác. Rồi, ở đây nó sẽ cho mọi người một cái ngõ HDMI và hai ngõ optical. Đó, hai ngõ optical in, một ngõ 3.5 inch. Và đây là cái ngõ sub out. Nếu những khách hàng mà thích bass mạnh hơn nữa thì chúng ta có thể sử dụng ngõ sub out này. Và cái ngõ USB này là cái ngõ dành cho để chúng ta cập nhật cái firmware, những cái firmware phần mềm của con này các bạn. Đấy. Và nó có app luôn nha mọi người ha. Ở đây mình không mở được. Rồi, ok. Hình như mình nhớ con này nó có wifi thì phải. Mình cũng chưa xem kỹ, chút nữa mình báo cho mọi người sau. Rồi. Về thiết kế tổng thể thì con này rất là đẹp. Này, mọi người thấy này, đây mặt lưới. Nó chỉ có cho mình hai màu thôi mọi người. Đấy. Nó chỉ cho mình hai màu thôi. Đây và mắt đèn. Cái màu của nó là một màu đen hay là màu kiểu màu xám mọi người, cái lưới màu xám. Thì tùy theo cái thiết kế nội thất của mọi người chọn thôi. Đấy, Vũ sẽ review này. Còn cái con này con mắt hồng ngoại của nó luôn và báo những tín hiệu đèn. Đây. Thì với những cái lo này, ngoài việc á là chắc chắn sau ba mọi người, một là đặt bàn, thì con này đã có những cái ron cao su rất là dày, giảm chấn rất là tốt, nó sẽ không rung. Nè các bạn thấy không, mình sẽ dịch ngang luôn này, mình đẩy ngang luôn, nó không có chạy nha. Độ bám rất là tốt. Đấy. Cái thứ hai là ngoài việc mà cái loa này treo đặt bàn, thì các bạn thấy ở đây nó cho đi kèm bộ phụ kiện, thì nó rất là phù hợp với những anh chị và khách hàng á mà chúng ta có những không gian mà chúng ta cần phải bố cục về cái âm thanh và bố cục về cái thiết kế căn nhà, thì đây cũng là một sự lựa chọn. Nó cho chúng ta hai cái nút này để chúng ta gắn vào đây đây các bạn. Đây, để mình sẽ làm thử cho mọi người dễ hình dung. Thì chúng ta sẽ để lên những cái kệ ngang nhỏ. Đây. Cái lớn phía trước nha mọi người. Chúng ta sẽ để lên những cái kệ ngang nhỏ. Đấy, đơn giản mọi người. Ở đây chị em phụ nữ có thể tự làm một cách là đơn giản. Không cần phải con trai làm các bạn ha. Đơn giản lắm, chúng ta cần bỏ vô đúng ngay cái lỗ, ngay cái khớp nó là được, giúp phủ là được. Rồi, xong. Đó, và chúng ta đặt như thế này. Đó, hay các bạn. Và đừng quên mọi người, ở đây không phải là gỗ không ra. Ở dưới cái phần mà miếng thớt gỗ này nó cho mình một cái ron cao su đây nè mọi người. Đấy. Để nó tránh trường hợp bị chạy đi và bị rớt loa. Đó, nó cũng rất là tinh tế. Những cái điểm này là chúng ta phải lưu ý, tại vì nó nhỏ nhưng mà nó mang tính chất cái trải nghiệm người dùng rất là tốt. Và cái hãng này họ thiết kế ra một cái sản phẩm là phải nói là họ nghĩ đến cho người tiêu dùng. Đó. Đó. Rồi. Như vậy mọi người thấy không, cái này mà mọi người treo, ví dụ Vũ mà treo lên kệ ví dụ như vậy nè. Đấy, chúng ta sẽ treo lên cái kệ thế này nè. Những cái kệ sách, những cái kệ gì đó mà chúng ta có thể treo lên như này. Các bạn thấy này nó đẹp và nó có rất nhiều màu. Đó, thì tùy theo cái nội thất, cái tông màu nhà của mình để lên thì nó rất là sang. Và dây nhợ nó sẽ được nằm ở phía sau, nguồn ở phía sau nữa. Đó, thì nhìn nó rất là sang. Vào nhiều khi cũng chưa biết nó là cái loa nữa. Rất là hay. Rồi. Rồi. Một cái nữa, đó chính là cái treo này. Thường thường á, các bạn đi lắp sau ba mà thấy thường thường là từ cái tivi, cái khoảng hở giữa cái tivi xuống cái sau ba nó sẽ thường có những cọng dây. Nhưng mà đối với dòng Daily này, họ cho chúng ta một cái phụ kiện đi kèm. Đây, Vũ cho mọi người coi. Thì cái phụ kiện này á, mình sẽ được móc vào đây. Ở đây là một cái bắt trên. Và đây chúng ta sẽ gắn vào cái vị trí. Đây mình sẽ xoay lại cho mọi người xem nha, ngồi chờ Vũ xíu. Để cho hình dung cho mọi người, mình đánh giá cho mọi người. Đây, thì cái này chúng ta sẽ bắt vào đây. Để các bạn thấy không, nó sẽ vô. Đấy. Còn cái này chúng ta sẽ treo nó, chúng ta sẽ bắn vào một bức tường và chúng ta chỉ cần gá vào, chúng ta gác lên thôi. Chứ không phải là kiểu khoan hay là đục vít để bằng cái này. Nó chỉ có một miếng đây và đây một miếng đây, phụ chế cho mình nó không ở đây. Đây các bạn, đó, thấy chưa? Nó đang bị vướng xíu, bên kia, này bên kia thiếu rồi.
Đó. Cho chắc hợp để Vũ kiếm phụ kiện nó còn sót luôn. Nó không nằm trong đây chắc người ta không có tháo ra. Thì nó sẽ có một miếng để chúng ta khoan một lỗ duy nhất ở trên tường thôi. Và chúng ta sẽ gài vô một cái khớp này. Đấy không? Còn này nó sẽ dính trên cái loa. Và cái mà mình đáng nói nhất là cái chỗ này, nó không phải là cái chỗ treo. Thì treo thì cái mỗi loa nó sẽ có cái treo khác nhau. Nhưng mà cái treo này nó sẽ đặc biệt hơn là cái size của nó. Về những cái chỗ khác á, các bạn khi mà treo như thế này á, thường thường sẽ lòi dây loa. Nhưng mà cái ron cao su này các bạn, nó rất là hay. Các bạn có thể kẹp những dây optical vô đây các bạn, những cái khoảng rỗng rảnh như thế này nè. Hoặc chúng ta sẽ kẹp bên hông. Chúng ta sẽ cho cái dây optical nhỏ, những cái sợi dây phụ kiện đi vào. Chúng ta sẽ giấu được dây luôn. Đó. Đấy, mình ví dụ cho các bạn ha. Đây. Ví dụ như vậy đây các bạn, chúng ta sẽ treo thế này. Thì ở đây là cái mặt trên TV, thì dây chúng ta có thể luồn sâu cái tấm này. Thì cái về việc cái của con này thì chúng ta sẽ không hề thấy dây so với những dòng sao ba khác. Về cái góc độ mà chúng ta câu dây như thế nào, nó rất là hay ở điểm này. Và nó nhìn rất là thẩm mỹ cho căn nhà của các bạn. Đấy, thì hôm nay thì Vũ review sơ các bạn thôi. Hôm nay mình không dựng kịch bản, mình mới đi làm về luôn. Mình để xin lỗi mọi người, mình cũng quên. Để mình bỏ cái túi vào bên. Đó, rồi, ok. Rồi bây giờ mình sẽ cùng mọi người test thử cái chất âm con này về cái bass nó như thế nào. Thì về cái một cái con sao ba Vũ trải nghiệm là nó về tính năng nè. Về cái chất lượng âm thanh thì con này nó tương đối là sang. Đó, nó tương đối là sang nha mọi người. Nghe những cái nhạc tiếng guitar cũng rất là tốt. Và đặc biệt khi mà xem phim với những âm bass, âm bay, cái con này nó đánh giống như là có sức vậy, thì rất là hay. Thì khách hàng và các bạn cũng sẽ đỡ tiết kiệm đi một cái khoản hoặc là vị trí một không gian để đặt cái sub nó bất tiện. Đó, dành cho những cái không gian mà bị nhỏ. Đó, và nó kèm chúng ta cũng theo có remote luôn các bạn, Bluetooth đồ mọi thứ và chọn chế độ rất là đơn giản. Nhìn cái remote rất sang, cho mọi người xem luôn nha. Đây, cái remote rất là sang chảnh và cầm trên tay rất là chắc chắn nha mọi người. Đã được gắn pin rồi các bạn. Đó. Đó, nhìn trên tay cái dial, nhìn rất là chắc chắn. Nút nguồn nè, Bluetooth nè, HDMI nè, rồi các ngõ input đầu vào nè, chỉnh chế độ nè, volume nè. Và đây là chọn chế độ music hay là chế độ phim nè. Đấy, đơn giản, nhìn rất là đầm tay, nặng. Ok, nhìn rất là chỉnh luôn. Và hết rồi, thì cái sao ba thì nó chỉ có như vậy thôi. Và mình đánh giá về cái con sao ba KitKat này là về âm bay và thiết kế và một số tính năng, nhìn nó rất là sang. Giờ thì mình mời mọi người cùng Vũ, chúng ta sẽ nghe con này. Nếu các bạn thấy cái video này Vũ chia sẻ chân thật và hay và thực tế, cũng là một cái sản phẩm mà đưa đến cho các bạn sự lựa chọn, thì bạn đừng quên ủng hộ cho Thiên Vũ like và share và bấm đăng ký kênh. Mình sẽ làm nhiều video hay hơn và trải nghiệm thực tế và đưa cho các bạn những dòng sản phẩm tốt và review qua những sản phẩm ngon để các bạn mua về gia đình mà chúng ta xài. Còn nói về giá thành
thì Vũ cũng sẽ chia sẻ luôn cho mọi người. Thì đối với Thiên Vũ và với cái định hướng của bên mình thì các bạn có thể liên hệ với Thiên Vũ sẽ có một mức giá tốt, nhưng sẽ không có một mức giá rẻ. Vậy đối với Thiên Vũ từ trước đến nay, những năm qua là Thiên Vũ mặc định là không được quyền cho mình bán giá rẻ hơn chỗ khác. Luôn luôn Thiên Vũ sẽ bán mắc hơn. Đó là nguyên tắc luôn nha các bạn, chứ không phải là không thể là cho các bạn giá rẻ, nhưng mà nguyên tắc là không được bán giá rẻ. Đó, thì các bạn có thể chọn đơn vị mà chúng ta thích, chúng ta tin tưởng và chúng ta mua hàng. Đó, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.